Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập 18 và cũng chính là tập cuối của bộ truyện Xin lỗi kiếp này. Ngày hôm nay sẽ là những tình tiết cuối cùng. Không biết được rằng kết quả của câu chuyện về tình bạn của Vi và Tú như thế nào. Không biết được rằng là quý vị có nghĩ giống Tâm An hay không Đó chính là cô gái tinh vi của chúng ta phải trả giá Cho những điều mà cô ấy gây nên Nhưng trả giá như thế nào? Liệu rằng luật nhân quả có nằm ở đây hay không? Hay là pháp luật lại ra tay? Và Tâm An cũng hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị sẽ có những cảm nhận và comment ở dưới video này Những ý kiến của quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này nhé Tâm An xin cảm ơn rất nhiều Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu Tâm An và tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập 18 của bộ truyện Xin lỗi kiếp này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Căn phòng chống trài chỉ có hai người đàn ông đối đầu. Một bên là tội phạm, một bên là đại diện cho luật pháp. Những câu hỏi được ông Xuân trả lời rất chi tiết và thành khẩn. Tại sao ông lại chọn Hồ Yên Ba giấu xác con trai mà không phải là một nơi nào khác? Cái này là do con Vi nó bày tôi Nó bảo vì hồ đó cách xa khu dân cư Lại vứt xuống đấy Cá to nó ăn xác hết Giọng của ông Xuân ngập ngừng Lời khai này trùng khớp với lời của Vi tối ngày hôm qua Nhưng cái Vi thì nói ông Xuân tự nghĩ ra nơi giấu xác Còn ông ta lại nói rằng nó bày cho ông Vậy là trong hai người này Một người đang nói thật Nam tiếp tục hỏi Vậy lúc ông giấu xác Cô Vi làm cái gì Lúc tôi chở thằng Hùng đi Nó ở nhà lau dọn vết máu trên sàn Đến sáng hôm sau tôi nghe lời nó Bán nhà ở bên nhà cái tú Cái tú nó có thể làm chứng cho tôi Vậy ông nghĩ thế nào về Vi và Tú Hai người này đều cưới Hùng có phải không Thằng Hùng đúng thật là cưới hai đứa này Cái tú và cái Vi là bạn thân Nhưng cái Vi quen thằng Hùng nhà tôi trước Thấy bà Xuân hồi sống kể rằng Thằng Hùng với con Vi này vì lỡ mấy đứa con nhưng bỏ hết cũng chỉ vì bà nhà tôi nghĩ nó không môn đang hộ đối cái vì này quen thằng hùng chỉ vì tiền bạc nhưng về sau này chả hiểu thế nào nó vay tiền của cái tú rồi lại làm con bé có bầu lần này nhà tôi tổ chức cho cưới cái vì sau trận bị thằng chồng làm giáo viên đánh vỡ đầu thì cái tú này thương đón về nhà tôi ở theo như tôi thấy thì cái tú tính nó khan nóng lại thẳng chuyện tiền bạc rất thoáng chỉ cần là chuyện hợp lý Bao nhiêu nó cũng đưa Còn cái vi thì nó lầm lì ít nói Bao thế nào cũng nghe Nam lấy lời khai của ông Xuân xong Thì nói đồng nghiệp đưa ông Xuân về trại giam Còn anh ngồi ở trên cái ghế đấy Ngà người về phía sau Nhìn chăm chăm lên trần nhà Những lời ông Xuân nói một lần nữa tố cáo Vi Là một con người không phải dạng gì tử tế Cô ta đã từng có con với Hùng trước Về sau Hùng lại có bầu với bạn thân là Tú Chuyện này liệu có sợi dây kết nối nào hay không? Trong khi nếu so về mặt kinh tế, Tú chả thiếu thốn gì, tại sao lại chui vào nhà ông Xuân, vờ vét của cải, cho dù chỉ là bằng cái móng tay của cô? Càng nghĩ Nam lại càng thấy đau đầu. Bên pháp y đang khám nghiệm tử thi, nhưng bị cá dìa hết, gần như hoàn toàn cơ thể của Hùng chỉ còn sót lại cái đầu to như quả bưởi, bị bóp méo trông rất sợ. Bên pháp y đang khám nghiệm, và kết quả cho hay Ở đầu Hùng bị ngã cầu thang bị chấn thương sọ não Khiến cho phần lớp sọ bị vỡ Nên đầu bị móp Nhưng lúc đưa Hùng ra hồ Cơ thể anh ta còn sống Và chỉ chết đuối khi bố mình vứt xuống hồ Và bị cá rỉa hết thịt Một cái chết hết sức dã man Buổi chiều Tú mới đi chợ về Định nấu cơm tối Bà Tiến bế cháu ra sân ngồi hóng mát Nghĩ đến cái chết của Hùng Bà liền nói không biết công an có điều tra được gì chưa? Sao lại chả thấy ai gọi gì cho mày hả Tú? Bởi phía công an nó không tin mình u ạ. À. Kiểu gì mình cũng không đàng hoàng ấy mà. Nếu nó tin ấy, thì khi mình tố giác nó phải tạm giam cả con Vi chứ. Đằng này con Vi tự do, tự tại đi suốt đấy thôi. Với lại cái vì nó giỏi đóng kịch lắm. Nó tự tin, che mắt công an thì không phải dạng vừa. Thôi, nếu đợt này đến công an còn không bắt được con mặc xác nó, con cũng chán rồi không thể như thế được nếu công an mà không xử thì bắt nó tận cho một trận thừa sống thiếu chết cho chừa đi chứ không nghe nó quay lại nó cắn mình con ạ à? quốc đi ra bày tỏ quan điểm tú lắc đầu nó mà ác với mình mà mình cũng ác với nó thì có khác gì nhau với cả chết với nó lúc này nhẹ nhàng anh tính thử mà xem nó giết bao nhiêu người rồi con này phải để cho nó sống trong tù ngục mấy chục năm chết trong đấy mới thấm thía cuộc nói chuyện của nhà tú vô tình nam nghe được anh đã đứng sau cổng khá lâu nhưng không bấm chuông vào để nghe xem trong nhà đang nói gì tú nói khá đúng mọi khi nam điều tra rất là sáng suốt không phá án theo cảm tính bao giờ nhưng lần này kiểu như anh hơi độc đoán chỉ chăm chăm nhất nhất nhìn vào vẻ bề ngoài mà kết luận rằng tú nói không đúng hoàn toàn sai với câu khẩu lệnh của anh dù là ai dù ngành nghề nào miễn là nói lên sự thật thì ai cũng xứng đáng được tôn trọng như nhau. Rụt rè bấm chuông đứng trước cổng là Nam. Sau khi tan giờ làm, anh thay quân phục đến thẳng nhà Tú. Quốc nhìn là biết anh là công an lên mở cổng. Tú và bà Tiến khá bất ngờ, bởi từ trước tới giờ Tú đã rất thất vọng khi Nam không tôn trọng những gì cô khai báo. Nhưng sự việc xuất hiện của anh ở đây, Tú biết, anh ta đã cảm thấy cô nói những điều ngày hôm qua là chính xác. Chào cả nhà, Hôm nay tôi đến đây để hỏi chút việc có liên quan đến cô Vi. Ở bên nhà ông Xuân, cái Vi vừa về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối. Nó mới đi giải quyết nốt mấy việc và đặt vé máy bay vào sáng mai đi Thái Lan. Đáng lý nó trốn từ hôm nay nhưng chưa có chuyến và chưa sắp xếp được công việc. Thế cho nên nó đặt chuyến vào sáng mai. Hơn nữa nó nghĩ tầm này, công an vẫn đang còn mài điều tra. Ông Xuân sẽ không biết được rằng chính nó là đứa báo án. Tình già nó cũng muốn sự an toàn Sang bên Thái Lan Sẽ trốn tránh được công an bên này Lỡ tìm ra được sự thật Bên này nó có mấy người họ hàng xa Chuyện làm tú bà ở các động lý Kiếm tiền rất dễ dàng Đợt họ về nước rủ nó Nhưng nó chưa đi Nay việc đã thành Nó trả tội gì mà phải ở đây Ở nhà của Tú Cô rót nước cho Nam Sao thế? Anh tin là tôi nói đúng, có đúng không? hiện giờ chúng tôi còn điều tra thêm hôm nay tôi đến đây chỉ muốn biết về con người của cô vi mong rằng cô nói thật cho chúng tôi biết ở nhà của tú rót cho nam cốc nước tú lên tiếng sao anh tin là tôi nói đúng rồi chứ hiện giờ chúng tôi còn điều tra thêm hôm nay tôi đến đây chỉ muốn biết về con người thật của cô vi mong cô nói thật vậy anh muốn biết chuyện gì về vi tất cả từ chuyện cô chơi với Vi cho đến chuyện cô ta lấy chồng trước và sau này lại lấy Hùng. Cô kể chi tiết cho tôi nghe được chứ? Trước khi tôi kể, cho tôi hỏi anh câu này. Anh có tin trên đời này có ma có quỷ không? Có bùa chú không? Có chứ. Tôi tin vào ma quỷ. Bà Tiến và Quốc đương đấy khá ngạc nhiên bởi thân là công an, pha án dựa vào chứng cứ, tài liệu xác đáng, lại tin vào chuyện tâm linh ư. Chuyện này nếu anh không trải qua thì anh không biết. Nhưng thời mới vài nghề, anh lái xe bên đội điều tra trọng án. Ngày hôm đó anh được lệnh chở xác của một gia đình từ Hương Yên về Hà Nội trong đêm. Ba người bị giết rất thương tâm từ hiện trường về đến phòng pháp y. Anh không nhìn thấy mặt của các nạn nhân bởi vì một phần vải che đi. Một phần vì nghe đâu mặt của họ đã nát bét, không còn nhận ra hình dạng. Lúc ấy là 3 giờ đêm, một mình anh trên chiếc xe với ba cây xác. Khi nhìn qua gương chiếu phía sau, anh thấy ở hàng ghế dài có hai vợ chồng đứng tuổi Cùng một cô gái tầm 15 tuổi Lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm Nên dụi mắt mấy lần Nhưng vẫn nhìn thấy ba người ấy đang ngồi trong xe Và cũng đang nhìn anh chằm chặp Cứ nói là công an Chứ thời ấy anh còn trẻ măng Thấy mà cũng sợ như thường Mồ hôi trên trán cứ vã ra như tắm Đi một đoạn đường dài như vậy Mà bóng dáng ba người ngồi sau xe Vẫn không hề biến mất Đi đến trạm xăng đổ dầu Anh xuống ăn bát mì tôm cho đỡ đói nhân tiện mua bó nhang thắp phía đuôi xe khấn vái rằng anh chỉ là người đưa họ về đồn điều tra để giúp họ giải oan khuất và mong họ phù hộ mình chuyến đi bình an sau khi ăn xong anh đi vào xe sợ đến nỗi không dám quay lại nhìn phía sau chỉ dám nhìn qua gương chiếu hậu ấy vậy mà ba người đó đã biến mất bởi vậy nói ngành công an ý, thì hầu như ai không tín chuyện ma quỷ họ chỉ nói vậy thôi chưa có tín ý họ cũng không dám nói là họ tín. Ngay đến cả cấp trên của Nam, ông đại tá công an lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm, mỗi lần dỗ bố mẹ đều đốt cả xe vàng mã, nhưng hôm sau vẫn phát biểu bài trừ không ủng hộ người dân đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, rất là nguy hiểm. Tú yên tâm khi nghe nói Nam tin vào những điều kỳ bí, bởi vì sau đây những câu chuyện mà cô tưởng rằng là chuyện mà không ai có thể tin. Trước tiên kể về chuyện nó lấy Hoàng, một thầy giáo dạy toán. Hoàng mới đầu quen tôi trước, nhưng vì muốn pha đám. Nên nhân lúc Hoàng say, ngủ với hắn rồi có bầu. Nhà Hoàng đã đồng ý cưới. Liên tục cây vi gài để chồng đánh mình, rêu rao với mọi người rằng bị nhà chồng đối xử rất tệ bạc. Đình điểm ngày hôm đó Hoàng uống rượu về, nó lấy cớ gây sự trước để cho Hoàng đánh mình. Trong lúc đó nó gọi điện cho tôi, tuyệt nhiên nó chả nói gì. Phía đầu dây bên này, tôi nghe được tiếng của nó khóc lóc, tiếng của Hoàng chửi mắng thậm tệ. Biết nó gặp chuyện, tôi và Quốc lái xe đến. Tôi nơi tôi thấy cái vi nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là Hoàng. Tôi cứ tưởng rằng hắn ta giết vợ, cho nên chúng tôi bắt hắn. Về sau tôi còn phát hiện, xác đứa con của Vi mới được mấy tháng tuổi, đang chết ở xô nước ngoài sân. Chính tôi đưa tất cả vào bệnh viện, còn Hoàng thì bị người dân giải lên phường. Nhưng thực tế, đây chỉ là chiêu trò của con Vi. Nó gọi điện để cho tôi làm nhân chứng, chứng kiến những câu chửi của Hoàng. Và khi đến nơi chính mắt tôi nhìn thấy hắn, đứng bên cạnh cây Vi. Hoàng bị đổi hết tội lên đầu, từ giết con cho đến đánh vợ. Hắn bị kết án gần chục năm tù. Mỗi tháng bố hắn gửi đơn để kêu oan cho con trai, nhưng không một ai lên tiếng điều tra lại. Thế tại sao cô lại chắc chắn rằng Hoàng bị oan? bởi lúc đánh xong cái vi hắn có ra đầu đường mua bao thuốc trong khi ấy cái vi dìm chết con rồi tự đập đầu mình vào tường để ai cũng nghĩ rằng nó bị chồng cố ý giết khi hắn về còn chưa kịp đỡ nó dậy thì chúng tôi đã ập vào hợp lý cho một tình huống ban nãy còn nghe thấy chồng đánh giờ nằm bất tỉnh là điều dễ hiểu hơn hết khi tôi kể với vi sau này chính nó cũng thừa nhận tôi có ghi âm nhưng mà máy ghi âm tôi để trên xe Bây giờ lại không tìm thấy Tôi lại chưa có thời gian đi tìm Cuộc nghe vợ nhắc đến cái máy ghi âm Thì anh vội vã ra xe tìm Nhân lúc Nam còn ở trong đây Tranh thủ tìm cho sớm Để còn tống con Vi vào tủ Bây giờ Nam không cần để mất thời gian Mà ra hiệu cho cô tiếp tục Không biết anh có nghe đến cái Vi Đã từng quen hùng trước tôi Hai người họ khi còn đang đi học Đã lỡ có bầu Và phá con Xác hai đứa trẻ ấy Chúng nó đã luyện bùa Và yểm vào tôi Luyện bùa ư? Đúng vậy Theo như tôi biết Vì sợ phá thai nhiều gây nghiệp Nên nó cố tình yểm lên tôi Để thay nó gánh nghiệp Bằng một cách nào đó của thầy bùa Nghiệp sát nhân này được chuyển qua tôi Sau này những đứa trẻ bị chết oan Cứ tưởng rằng tôi là mẹ của chúng Thế nên chúng cứ oán hận Và trả thù tôi nam đàn tay vào nhau ngồi lắng nghe không sót một chữ nào nếu vi là người như vậy quả thực rất tàn độc. thế còn chuyện của bà xoan tại sao cô lại nói vi chính là kẻ giết bà ấy? bà xoan là người giúp việc ở nhà bà xuân trước đây vì ở đó từ lâu nên chuyện xảy ra xung quanh nhà bà xuân có thể nào bà xoan đều biết cả chuyện phá thai của cây vi cũng vậy thế nên khi bà ấy gặp lại vi khi tôi đưa về nhà bà xoan đã rất sợ bởi bà là người biết Chính nó là người yểm bùa lên người của tôi Sau khi bà Soan bị đuổi đi Tôi đón bà ấy về nhà Ở cùng với mẹ tôi Giữ lại hứa năm xưa với bà Rằng không kể bí mật cho ai Nên lúc bà Soan chết được mấy ngày Tôi đã tìm thấy bức thư của bà Soan Tố cáo việc làm của con Vi Nhờ bức thư ấy tôi mới dám khẳng định Chắc chắn tôi bị yểm bùa Nên tôi mời thầy hóa giải kịp thời Chứ không thì à, Chắc là tôi cũng không sống nổi Nói tới đây bà Tiến lấy từ dưới bát nhang của bà Soan bức thư mà bà Soan để lại. Trong khi anh đang chăm chú đọc thì Tú nói: "Đây anh xem xem, chữ này với chữ các anh phát hiện ở bờ hồ có giống nhau hay không? Nếu có thể tôi đoán, chữ hận cái vi đã được thay bằng chữ tú nhằm đỗ lỗi cho tôi. Anh cũng biết rồi đấy, nó làm nghề gì, chuyện giả chữ khác nhau, nó làm khá dễ dàng." Hơn nữa nền đất ấy không nhìn rõ Sau một đêm Sáng hôm sau dòng chữ không còn được như lúc ban đầu Thế thì cô nói xem Vì giết bà Soan như thế nào Nam tùy hỏi Nhưng trong lòng không mong mỏi gì Bởi những người điều tra chuyên nghiệp như anh còn chưa tìm được Tú là một người bình thường Không qua trường lớp đào tạo Biết cái gì mà nói Sáng hôm ấy bà Soan đi chợ Vì một lý do nào đó Vì đã dụ bà Soan lên xe Đến đoạn đường vắng ít người qua lại Vì đánh bà xoan bất tỉnh Rồi cho vào trong bao trở về nhà Bởi tôi có hỏi bà hàng nước đầu ngõ Cạnh nhà cây vi Họ bảo con này dạo gần đây trước khi đi dạy Thường chờ một bao xà gừng gửi vào miền Nam Thế cho nên nếu nó cho bà xoan vào bao Rồi trở về nhà Thì chả ai biết bên trong là gừng hay là người Nó có thể mang cái bao ấy về nhà để tạm Khi thời cơ thích hợp Nó lại chở cái bao ấy đi Tôi nghĩ nó chờ bà ấy đi Tới hồ lúc nhá nhem tối Khi tầm xăng lên người bà xoan Chắc bấy đã ghi lên đất Nhưng bị cái vi sửa đi Khi châm lửa vì tay nó dính xăng Thế cho nên khi châm ấy Lửa bùng lên khiến tay của nó bị bỏng khá nặng Mấy ngày sau đó tôi sang nhà nó đi đám cưới Tôi có hỏi Nó chối Nó bảo rằng nó bị ngã Nhưng anh nghĩ mà xem Có ai bị ngã Mà như bị bợp lớp ra tay Rồi nổi mụn nước không Cái thứ ấy chỉ có thể là bị bỏng mà thôi nam chố mắt nhìn tú anh không nghe nhầm quả thực tú nói hợp lý vô cùng vừa lúc ấy quốc bước vào mặt của anh hớn hở cầm trên tay chiếc máy ghi âm tìm được rồi chắc đi xe tới nơi đoạn sóc nó lăn vào hộp đựng giấy anh phải tìm hết các thứ mới thấy đấy em thử mở xem nào tú cầm chiếc máy ghi âm vừa bấm khởi động trong máy đã vang lên đoạn hội thoại giữa hai người tuy loa hơi rẻ nhưng nghe cũng đủ biết là giọng ai với ai nam bần thần trước lời thú tội của vi một người giáo viên nhưng tâm địa độc ác vô cùng khi không ai nói với ai câu nào vì đang còn mài chăm chú lắng nghe thì bà tiến bế cháu đứng đấy gật gù khen công nhận thời buổi hiện đại có cái này ai nói sai một cái là biết ngay nhỉ chuẩn đấy mẹ ạ à, cái này hay camera nó được phát minh ra là phần có quay, nghe lén với lại nghe trộm. Thế nên người ta mới biết thiết kế bé thế này. Để có gắn được ở đâu quay trộm, không dễ gì phát hiện. Quay trộm ư? Ừ. Tú nhìn quốc lầm bầm, cuối cùng cô ổ lên thích thú, đứng lên, toan chạy về phòng. Có lẽ tôi có chứng cứ, biết ai mới là người giết Hùng đấy. Cả nhà thắc mắc không biết Tú nói gì, chỉ một lúc sau cô chạy lại. Bàn tay của cô cầm máy tính mở lên, bấm liên hồi. Miệng của cô giải thích Anh còn nhớ trước khi em rời khỏi đấy Em có lấy con gấu vàng thật Rồi thay một con gấu giả để tránh bị lộ không Vì em nghĩ Hùng Sẽ nhỏ máu vào cái hộp Hay phải làm gì đó cho nên đã gắn máy quay Đặt ở trên tường Dính ngay cái chỗ đèn ngủ ấy Cái đèn thiết kế dạng hoa loa kèn Lại có lớp dưới đan Dầu nó vào đấy hợp lý nhất Em có mở một lần ra xem nhưng chả thấy gì Nên từ đấy em quên mất luôn Tú vừa nói vừa thao tác trên máy tính để tìm hình ảnh. Tất cả những ai có mặt đều nín thờ chờ đợi. Bởi ít phút nữa thôi, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Bên nhà vì bật điện sáng trưng, từ trong nhà ra tới ngoài cổng. Khi trời còn chưa tối hẳn, một mình nó ngồi ngoài sân, tay đang ăn bánh mì. Nó không dám vào trong nhà, bởi vì trong đấy lạnh lẽo âm u đến đáng sợ. Vào ngay cửa chính là phòng của bà Xuân. Tấm ảnh thờ của bà đã bị che tạm bởi một mảnh vải xé ra từ chiếc quần không mặc. Bởi hễ cứ nhìn vào, nó lại trông thấy bà Xuân đang nguyền miệng cười, ma quái với nó. Nói gì thì nói, nó chỉ là con người, làm gì đắc tội. Nhất là chuyện khủng khiếp giết người đã làm, nó sợ hãi vô cùng. Ở với ông Xuân tuy không ưa ông ta, nhưng lúc ấy chưa lấy được tiền, lại không có lý do thích đáng tống ông già ấy đi. Bây giờ chả có ai, căn nhà trống trải, không có đồ đạt đắt tiền, Gió lùa vào kêu lên những tiếng rít đầy man dở Nó ngồi ở ngoài thoáng chốc dùng mình Như ngày xưa đông đúc là vậy Tiếng chửi nhau hàng ngày nhức đầu nhức óc Vậy mà bây giờ qua một thời gian Từ khi Vi về Kẻ chết người đi tù Chẳng còn ai có thể trụ được ngoài nó Rồi nó nhớ đến Tú Người bạn nối khố Từ khi còn là những đứa học sinh ngây ngô Đầu trắng bóc như trang giấy Không một chút toan tính Mưu mô về cuộc sống cầu thị ưu danh này thời ấy vì bị cả lớp kỳ thị bởi học sốt gia cảnh lại chả tốt đẹp bố mẹ nó nghiện đỏ đen cả trường biết những đứa trẻ ngây ngô cứ xoáy vào khuyết điểm thì nên nó bị cô lập hoàn toàn không ai chơi không ai nói chuyện với nó trong lúc ấy tú lại vừa xinh đẹp học giỏi nói chuyện lại có duyên tuy lúc ấy nhà cô chỉ thuộc hạng trung bình đủ ăn nhưng cô lại được khen là người có chí tiến thủ vươn lên trong học tập nói chung người đời đã thích ý, thì xấu cũng thành đẹp còn đã không ưa thì kể cả có tốt đẹp đến đâu người ta cũng không vừa mắt và rồi vi gặp tú trong hoàn cảnh éo le nhưng cũng là mở ra cho nó một trang khác đẹp đẽ hơn bớt vất vả hơn trời với tú vi không phải chịu thiệt thòi quần áo váy vóc đều tú bỏ tiền ra mua tặng bởi cô thấy tâm tính nó không tệ Nghĩ đến ngày đi học nó bị bắt nạt Cô cũng thấy thương Lớn lên rồi suy nghĩ cũng chín chắn hơn Tú chỉ mong nó vượt qua số phận Mà trở thành một người Tuy không thành công Nhưng chắc chắn sẽ viên mãn Nhưng không Nếu như cuộc đời Vi mà cứ trôi theo chiều mềm mại Phẳng lặng Thì sóng gió biết nhường ai Nó đã từng nghĩ Chơi được với Tú là niềm may mắn nhất cuộc đời của nó Nhưng thật éo le Lại không phải như vậy cứ nghĩ đến Tú Nó lại cười hành hạch bất mãn Chắc nó vẫn đang chờ đợi Tú Phải bị nghiệp của nó Dần cho nhiều từ Thì nó mới vui lòng Nó tin như vậy Là bởi đến bây giờ Nó vẫn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn Mà chỉ chờ đến ngày mai thôi Nó sẽ đi khỏi chỗ này Và sống một cuộc sống giàu sang Đẹp đẽ mà nó muốn Vì đây à Mở cửa chờ cô Đang ngây ngô suy nghĩ Rồi cười một mình thì hai ba người hàng xóm bưng sang một rổ gì đó, gọi leo nhéo trước cổng. Thấy nó cười trong này, mấy bà cũng hơi sợ. Nghe thấy tiếng gọi, nó đứng dậy nhanh chóng ra mở cổng, giọng nói vẫn ngọt ngào. Các cô đi đâu đấy ạ? À? và nhà cháu chơi? Mấy bà gật đầu kéo cái ghế ra ngoài sân ngồi cho mát. Không khí hôm nay có vẻ nóng nực, tuy có gió nhưng oi ả, à, gay gắt hơn ngày hôm qua. Để cái rổ vào giữa, bà thìn hàng xóm mở ra, trong ấy có mấy củ khoai luộc Mấy cái bắp luộc rồi nói Biết hôm nay nhà chả có ai Nên các cô rủ nhau sang đây chơi với mày Cho mày đỡ buồn Thôi thì đời còn trẻ Phải phấn chấn lên Đừng có mà nghĩ quẩn Biết chưa Bà Thìn vừa nói vừa rúi vào tay của Vi một củ khoai Hóa ra mấy bà biết ông Xuân là kẻ giết người Lại còn hãm hiếp nó Cho nên thấy tội Mà chạy sang đây Tâm sự dăm câu ba điều vì hiểu ý Mắt của nó ngấn lệ sụt xịt Cháu khổ quá các cô các bác à Sau này cháu biết bấu víu vào đâu Nó ỏa lên khóc nước nở Khiến tất cả đều thấy tội nghiệp Tối đấy nó ngồi tâm sự với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện Mặc dù nó không thích Nó biết thừa Chính mấy mụ này đợt nó bị đánh ghen Còn cười nó to nhất Ấy vậy bây giờ lại ra chiều thương hại Nhưng thôi Bởi vì nó có ngán cái gì đời đâu đến kẻ ác nó còn hạ được. Mấy bà nhiều chuyện này, có là cái gì chứ? Các cô ở lại chơi với cháu một tí nhá. Chả mấy khi tới chơi, về làm gì sớm mà. Trời càng về khuya, mấy bà đều lấy lý do về cả. Bây giờ cũng gần 10 giờ, lại còn có con nhỏ. Còn gia đình, ai mở lại đây với nó chứ? Tất cả giải tán hết chỉ còn một mình bà thìn. Thấy cái vì nói, bà cũng nán lại một tí nữa nói chuyện bãi đằng sau nhà Vi nhà ông Xuân bị công an đuổi chạy vụt qua nhà bà bà là người chứng kiến từ đầu tới cuối bác Thìn này hay tối nay bác ngủ đây với cháu nhé à, thôi bác còn ông ở nhà tí không thấy bác về ông ấy lại gọi cháu ngủ sớm đi mai bác sang chơi nói rồi bà Thìn về mất còn một mình cái Vi đứng ngoài sân nó đang nghĩ xem có nên đi ngủ nhờ nhưng rồi nó gạt phát đi tự chấn an bản thân mình rằng chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai nó không còn ở đây nữa. Tại nhà của Tú, cô đang thao thác trên máy tính tìm camera, kết nối với máy tệp, vừa làm cô vừa nói với Nam. Anh phải mang cái bột mà tôi đưa cho anh đi kiểm tra ngay đi. Tôi nghĩ chả phải tự nhiên một người béo như con lợn lại chết nhanh như vậy đâu. Anh thấy rồi đấy, cái vi báo công an, cả ông Xuân và cái xương. Còn cái thứ bột này chính nó mang cho bà Xuân uống. Ai liên quan đến nó đều có những kết cục không tốt đẹp. Vậy mà anh còn bênh vực nó, thì đúng là tôi chịu thua. Nhắc đến cái bột ấy, anh mới sực nhớ, đã đưa cho đồng nghiệp cầm. Bởi lúc Tú và chị Hào đến, anh có để lọt tai chữ nào đâu. Lật đật lấy điện thoại ra bấm số. Hôm qua tôi đưa cho cậu một cái hộp. Cậu vứt đón đi chưa? Ờ, à, được rồi, may quá. Mang sang phòng xét nghiệm. Xem thử chất đấy là chất gì. Nam thở phào, may mà chưa vứt đi, Tú liếc anh một cái, tí nữa thì chính anh nối giáo cho giặc. Vào thư mục nhưng máy tính cứ quay như yếu mạng không thể nào vào được, 10 phút trôi qua rồi, 20 phút trôi qua. Máy tính vẫn rơi vào trạng thái không thể cập nhật. Tú nhíu mày nói với Quốc. Nó bị làm sao rồi? Chắc là nó bị đơ. Ta ra bàn ngồi chờ, tí được ấy, ta vào sau. Dù hơi khó hiểu bởi máy cô chưa từng bị như thế này bao giờ Nhưng không còn cách nào khác Lại phải ra bàn và ngồi chờ Tại nhà cây vi Bà Thìn đã đi về Còn một mình nó vẫn lưỡng lự có nên vào hay không Tầm này cũng muộn rồi Xung quanh đây chả có ai quen biết Tiền ấy, nó cũng để trong nhà Cuối cùng nó liều đi vào Những bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động Khiến nó như thể một con mèo ăn trộm cá Ban ngày căn nhà vẫn vậy Không có gì thay đổi nhưng bắt đầu từ tối đến giờ Vì cứ thấy ngôi nhà lành lạnh Một cảm giác bút sóng lưng Cứ như vậy chạy lên tới đỉnh đầu của cô Vừa đi đến trước cửa Thì cửa phòng bà Xuân mở ra từ lúc nào Khiến cho nó giật mình Nó nhớ bàn sáng đã che lại cái ảnh thờ Đi rồi đóng cửa lại Chả hiểu tại sao bây giờ Lại mở ra như có người Chân của nó bắt đầu run Nhưng nó tự nói thầm với chính mình Chắc nãy mình chưa chút cẩn thận Nên bung ra là điều dễ hiểu Bỏ qua cái cánh cửa kỳ dị ấy Nó đi lên tầng 2 Để tắm rửa Vì xách cái ba lô lên phòng Mở ra trong đấy là những lá bùa đầy màu sắc sặc sỡ khác nhau Từ hôm thường xuyên gặp ảo giác Nó hay đi chùa rồi xin bùa về dán Loại nào cũng dán Từ trừ ma, trừ tà Bùa may mắn đến bùa yêu, bùa bình an Đều đủ cả Nó dán chi chít lên tường ở phòng ngủ để bản thân của mình yên tâm rằng chẳng có căn ma nào, chẳng có con quỷ nào vào được đây. Vào nhà tắm nó dán bùa, nó cho nước nóng xối thẳng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, cảm giác thư thái khiến cho nó nhắm mắt, cảm nhận được sự thoải mái. Nó sắp đạt được mục đích của mình, nó cao chạy xa bay. Ở Việt Nam sẽ chẳng còn ai biết đứa con gái giáo viên dạy văn từng ngủ với phụ huynh của học sinh, từng giết con mình, mẹ chồng, chồng, đến đầy em chồng bố chồng vào tù. Tất cả chuyện đó là dĩ vãng và cuộc sống của nó an yên và giàu có. Khi đang còn nhắm mắt tận hưởng những suy nghĩ về tương lai, nhưng mở mắt ra, nhìn vào trong gương, nó nhìn thấy có ba đứa trẻ con đứng đấy từ khi nào. Những đứa trẻ bị mất từng bộ phận, bây giờ có đầy đủ, nhưng gương mặt vô hồn, nhìn vào mẹ nó và oán trách. Mẹ ơi, con tìm thấy mẹ rồi nhá. Những đứa trẻ với hình dạng ác quỷ, với cái lưỡi thẻ ra đỏ lòm cả mét, những cánh tay dài lưu nghêu, đang dơ về phía của Vi. Nó quay lại và gào thét. Chúng mày là ai? Cút đi! Cút hết đi! Con Vi gào lên rồi xua đuổi. Nó vớ lấy khăn tắm quấn vào người rồi bỏ chạy. Bỗng nhiên nó trượt chân rồi ngã xuống cầu thang, y như Hùng đã từng bị ngã. Nhưng lạ thay, Ngoài đau ra thì nó còn sống Nó làm ra tận phía cửa phòng của bà Xuân Toàn thân đau ê ẩm Cũng từ đấy Cánh cửa phòng của bà Xuân lại vang lên ken két Cánh cửa một lần nữa lại được mở tung ra Đang gượng dậy còn chưa kịp hoàn hồn Thì bất ngờ tấm vải phủ Ảnh thờ của bà Xuân Từ từ rơi xuống Bước chân dùng với bà Xuân Mặc chiếc áo dài Đang nhắm nghiền mắt Đột ngột mở trừng trừng nhìn Vi Máu từ trong hốc mắt cứ như vậy chảy từng dòng từng dòng. Bà Xuân chuyển động, bò từ bức ảnh trôi ra. Mái tóc của bà phủ xóa kín mặt, chỉ còn lấp lánh đôi mắt đỏ ngầu, đang từ từ bò xuống đất, tiến về phía của Vi. Tại sao mày ngủ với chồng của tao? Tại sao mày giết tao? Trả lại mạng cho tao! Giọng bà Xuân vang lên từ bốn phía của căn nhà lạnh lẽo và đáng sợ. Vi giật lùi lại phía sau, khi người nó bị ngăn cản bởi bức tường, nó thất kinh bạt vía khi bà Xuân bỏ đến mỗi lúc một gần. Căn nhà sáng trưng tự nhiên tắt ngốm, xung quanh một màu tối đen như mực. Vì không thấy cái gì càng khiến cho nó sợ hãi gào thét trong hoảng loạn. Mà mẹ chúng mày, tao không sợ, tao có bùa, tao thách đứa nào động vào tao. Nói rồi nó dơ lên mấy cái lá bùa, được ẩm dính trên người, khua khoắng không ai trả lời nó ngoài những tiếng cười đầy man dở được một lúc tiếng cười ấy mất đi trả lại sự im ắng ban đầu vì lúc này trong bóng tối hoang mang đến tột cùng nó lần sờ men theo góc tường và vớ được cái bật lửa trầm mấy cây nến ở kệ nhanh chân chạy lên gác vì sợ đến phát khóc bàn tay lạnh cóng cứ giữ chặt lấy cổ chân không chịu buông hùng nhe hàm răng trắng ợn nói với vợ Bố con anh đến đón em Cả nhà mình đoàn tụ với nhau nhé Không Tao không đi đâu hết Cút đi Cút đi Nói rồi cứ như vậy Nó bị lôi xuống Nhưng bàn tay của nó bấu chặt đến bật cả móng tay Nó nghiến răng nghiến lợi đạp vào tay của Hùng Nỗi sợ lúc này đã vây lấy Hoàn toàn tâm trí của Vi Khi không cảm nhận được gì Nó vùng lên đến bậc cầu thang cuối cùng Sợ soạn nhặt lên bật lửa và nến Chạy vào trong phòng nơi chứa đầy những lá bùa và cố thủ trong đó. Tại nhà của Tú đã một tiếng trôi qua, cái máy tính cứ dáng rực lên rồi lại nổi chấm quay lòng vòng. Đã ăn hết đĩa bánh và uống cả một cốc nước chanh mà không có điều gì khả quan cả. Mẹ kiếp, có phải là rẻ tiền đâu, tại sao bây giờ lại không chạy thế này, lúc nào không hỏng, lại hỏng cái lúc nước sôi lửa bỏng này. Vừa nói tay cô vừa đập đập vào bàn phím Vào màn hình Chả hiểu thế nào nó lại chạy được Mở cái tiệp lưu trữ đoạn camera Ghi lại trong phòng của Hùng Ơ Được rồi đây này Hay thật đấy Cứ như ma làm ấy Bản thân của Nam thực sự không thể ngờ Nếu Vi mà đúng như những lời tả của Tú Thì sẽ như thế nào Nó phải ghê gớm mưu mô đến đâu Mới có thể qua mắt được cả một người trong ngành Với biết bao nhiêu năm kinh nghiệm Là như anh của Tú Thâm thoát thao tác trên máy tính. Tất cả như ngừng thở khi chiếu đến phân cảnh ông Xuân và Vi đưa nhau lên phòng ân ái. Kỳ thực xem xong cảnh nhạy cảm này có phần xấu hổ. Nhưng Nam không thấy điểm nào là Vi bị ép quan hệ. Không dãy rủa gì mà chỉ thấy nó nằm chơ ra hưởng thụ. Nam nhớ đến lời khai của Vi. Ông ta cưỡng hiếp tôi. Sau một vệt ánh sáng ngoài kia chiếu vào khung kính, có lẽ Hùng về Khoảng cách từ chiếc đèn ngủ đến chỗ giường không quá xa Nên tất cả có thể để ý đến vẻ mặt ngáo ngơ Nghe ngóng tình hình ngoài của Vi Bên trên ông Xuân say ngật ngưỡng Nhưng vẫn đang mạnh bạo làm tình Căn phòng ngập tràn bùa được Vi dán kín như bưng Quốc nói nhỏ vào tai của Tú Chắc là bọn trẻ đã tìm đến Vi khi Hùng vừa lên đến cầu thang nhìn thấy sự tình, bắt đầu Vi mới dãy ruộng đẩy ông Xuân. Nhưng ông ta bị chính con trai mình xích lại. Người ông gần như mềm nhũn đến độ khi bị con trai thấy cảnh này, ông không thể nào phản ứng nhanh. Đến cái quần tụt quá mông, thò cái chảy ra lùng lẳng, cũng chưa kéo lên được. Bố con giằng co nhau, lôi nhau sành sạch ra ngoài. Cái vì đứng ngay ngoài, một tay nó kéo tay ông Xuân vào trong, nhưng Hùng phía ngoài lại kéo ông xuống nhà bằng được. Trong khi ở giữa, ông Xuân vẫn ngật ngưỡng say, không biết cái gì. Cứ ai lùi mạnh, ông lại ngả nghiêng về người đó, Chi tiết này thì Vi khai đúng. Khi còn đang nghĩ Vi khai có chỗ thành thực thì một đoạn ghi hình mà Nam phải bừng tỉnh rồi chố mắt ra nhìn rồi cả Tú và Quốc đồng thanh nói. Ôi trời đất ơi! Sau cuộc rằng co Hùng có vẻ rất tức giận. Giận là đúng bởi chả thằng đàn ông nào có thể bình tĩnh chứng kiến tận mắt bố mình với vợ mình gian díu với nhau. Nhưng khi cả ba còn đôi co Một bàn chân cố tình đầy vào chân của Hùng khiến hắn mất đà lao thẳng xuống cầu thang và không ai khác bàn chân đó chính là chân của Vi lợi dụng trong lúc ông Xuân say chả biết trời đất gì lợi dụng chồng mình đang ghen tuông cao ngút đôi bên rằng co không ai chịu ai chỉ một cú đạp của Vi đã giải quyết tất cả khi ông Xuân tỉnh rượu thì cũng là lúc Hùng bất tỉnh không có giả thiết nào bao biện cho rằng cái vì nó lỡ chân đạp chúng cả Bởi vì nó đang đứng phía hướng trong phòng Nó đã đứng chỗ cao nhất và an toàn nhất Để dùng một lực cực mạnh đạp chồng một cái Khiến cho Hùng theo đà lăn xuống đất Đồng máy tính lại Tú quay sang nói với Nam Đồng chí thế nào Giờ anh có thể tin những lời tôi nói là thật chứ Nam tím mặt Gật đầu Mồ hôi trên trán lấm tấm không nhờ tú chắc anh không thể nghĩ mình có thể phá được nhiều chuyên án một lúc như vậy. Tại dồn giày bấm điện thoại, anh gọi cho đồn điều lính đến nhà của Vi. Tất cả đến nhà ông Xuân gấp phải bắt sống được Vi. Anh khoác áo vào người, vừa đi giày anh vừa nói: thật sự cảm ơn anh chị nhờ có anh chị mà chúng tôi có được những chứng cứ và thông tin quý giá. Tạm thời nhờ cô tú giữ hộ tôi bằng chứng quan trọng này, tôi sẽ quay lại lấy sau khi bắt được Vi. Bây giờ tôi phải đi, chào cả nhà. Cho tôi đi cùng với. Tiếng của Tú vang lên, Nam định ngăn, nhưng anh không làm như vậy. Bởi tất cả chuyện này sáng tỏ đều nhờ công của Tú. Thế nên anh nhất trí cho Tú đi cùng. Tú dặn Quốc ở nhà trông con, anh gật đầu, cô mặc vội chiếc áo rồi lên xe máy của Nam trở đi. Nhìn bóng vợ khuất dần, Cuộc lặng lẽ đi vào thắp cho bà xoan một nén nhang, khấn vái ba lạy. Cuộc truy tìm kẻ ác đã được bắt đầu. Lực lượng huy động thêm hai xe chuyên dụng, gồm hai chục cán bộ chiến sĩ có trang bị súng theo lệnh cấp trên. Nếu đối tượng chống đối hoặc cố tình tàu thoát, được lệnh bắn trước không cần phải xin ý kiến. Cùng lúc đó Nam và Tú cũng tức tốc chạy hướng nhà Vi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc truy bắt. Tại nhà ông Xuân, Vi chạy vọt vào trong phòng ngủ cố thủ vì những bóng ma bùa vây, nó chút chặt cửa lại, ngồi vào trong giường trùm chăn, chỉ thó mỗi cái mặt ra nhìn. Xung quanh nó một màu đen tối bao phủ, Ngoài kia tiếng đập cửa cùng tiếng gào khóc khiến cho nó bịt tai, đầu của nó như sắp nổ tung vậy. Em ơi, nhà mình đoàn tụ rồi. Anh về đón em đi cùng. Mẹ ơi, đến lượt mẹ phải đi rồi. Vì gào lên bất mãn, đầu tóc rối bù, mắt nó long lên sòng sọc. Có bao nhiêu bùa, nó tiếp tục tung ra khắp giường để xua đuổi những thứ vô hình nhưng vô cùng khủng khiếp. Tiếng đập cửa mỗi lúc một rột rợt, khiến cho vi sợ hãi vô cùng một sau tiếng người ngoài kia cùng tiếng đập cửa không còn nữa mọi thứ trở lại im lặng phía bên nhà bà thìn ngôi nhà đằng sau nhà của ông bà xuân bà thìn đang xúc miệng sắp sửa đi ngủ thì ở ngoài sân nghe tiếng khóc la hét của vi bà còn chẹp miệng thương hại khổ thân con bé trẻ người mất chồng sống giờ thui thủi chắc nghĩ khổ quá nên khóc đây mà nói xong bà vào nhà bà không biết được rằng trong căn nhà nguy nga như lâu đài này lại xảy ra những chuyện hết sức khủng khiếp sau khi không còn nghe tiếng động gì nữa vì mới bớt sợ được một chút nó giờ lấy được một ngọn nến và bật lửa lên để đốt sáng căn phòng từng cây nến được thắp lên xung quanh giường chứa đầy những thứ bùa trừ tà nhưng nay không còn tác dụng nhưng từ dưới gầm giường hùng bò lên với toàn thân chỉ còn trơ xương bốc mùi thối rữa những con giòi từ trong hốc mắt bò ra, chúng chéo lên tay của Vi rồi rơi tong tỏng xuống áo. Hổm nhe răng ra cười, mồm lúc này sặc mùi bùn đen hôi hám. "Đi thôi em, đến giờ đẹp rồi." "Không, tao không đi đâu cả. Tao sẽ không bao giờ chết." Vừa nói nó vừa lùi về phía giường, ga giường bị xôn nhăn nhúng, kéo theo những cây nến đang cháy bị rơi xuống đống mùa giấy, lửa đang cháy dần dần, nhưng Vi vì quá hoàng sợ nên không biết được đằng sau lưng hỏa hoạn đang đến gần. Hùng cứ tiến, còn con Vi cứ lùi. Nó lùi vào đống bùa lập tức, chiếc khăn quấn trên người, bắt lửa, bốc cháy dữ dội. Hùng vẫn chưa buông thà, cố tình đẩy nó vào tận giữa giường. Con Vi gào lên, nó cởi phăng cái khăn tắm đang bốc cháy nghi ngút, rồi toan bỏ chạy ra ngoài. Nhưng lạ thay, chiếc cửa bị chốt chặt, không tài nào mở ra được. Lửa cứ như vậy lan nhanh ra màn, ra chăn, ra tủ gỗ, rèm cửa. Biển lửa cứ như vậy, nuốt chừng lấy cái vi, chỉ trong chưa đầy 5 phút. Lửa bắt vào người của nó, cháy lên cả tóc cả đầu, tiếng xèo xèo khét lẹt của da thịt, khiến cho nó gào lên đau đớn. Khi Tú và lực lượng công an đến, tầng 2 của ngôi nhà đang cháy, tiếng vi còn đang gào thét thảm thiết. Tất cả các chiến sĩ huy động người dân mau chóng lấy nước dập lửa, trong khi chờ cứu hỏa tới. Đồng thời những chiến sĩ mượn thang theo hướng cửa sổ phá ra để tìm cách cứu lấy vi. Tù chứng kiến mà toát mồ hôi, cái vi đang còn sống bởi giọng của nó trong đấy đang gào lên. Tao không thể chết, chúng mày cút hết đi! Sau khi phá được cửa sổ, công an bất chấp nguy hiểm để đưa nó ra ngoài. Nó bị bỏng hoàn toàn, những lớp da bị cháy lộ cả màng thịt đỏ ao chảy máu Đầu tóc cháy trội Không còn một cọng nào nên hồn Mặt của nó bây giờ đã bị khói ám đen kịt Không ai còn nhận ra Vi là con người hay là con vật nữa Chiếc càng khiêng Vi được đưa qua đám người Đang đứng hai bên đường Hiếu kỳ vô cùng Một vài người công an giải thích rằng Chính Vi là kẻ giết người Và hại hết tất cả những người có trong gia đình này Thì ai nấy bàng hoàng không thể nào ngờ được nhất là mấy bà hàng xóm, chưa đầy hai tiếng trước còn ngồi ăn bắp ăn ngô với lại động viên nó. Hoa già các bà ngồi với từ tù mà lại không hay biết. Căn nhà này đúng thật là đưa người ta từ bất ngờ này đến bàng hoàng khác. Khi họ biết được mọi chuyện thì đã kết thúc. Bà thìn nhìn liếc qua mặt vi, bà lắc đầu nói. Bị thế này chắc là chết thôi, sống cũng thành tật. Cái vi được khiêng qua tú Cô Tây thương cho nó vô cùng Sau bao nhiêu chuyện xảy ra Cuối cùng cái vi cũng bị đền tội Âm mưu mà được cái gì Tham lam mà được cái gì Cứ tưởng việc xấu mình làm không ai biết ư Quỷ không ai hay ư Nhưng rồi khi pháp luật còn chưa kịp trừng phạt Thì một thế lực Đã kịp trừng trị nó Tí nữa cô tự bắt xe về nhá Tôi phải vào trong bệnh viện bây giờ Cô cứ về nhà đi Khi nào được lệnh thăm tôi báo với cô Bây giờ Vi chưa tỉnh cô đi theo ấy cũng không làm được gì nam nói vậy với tú tú gật đầu cô biết việc đến đây cô nên để công an xử lý mọi chuyện nên kết thúc thì hơn này thực sự con bé đấy nó giết người à sao mày lại đi với cả công an thế bà thìn mặc dù nghe phong phanh người công an cứu nạn nói gọn sự tình nhưng bà chưa hiểu lắm bởi vì chính bà không thể nào tin được một đứa éo ọt như vi lại có thể giết người nhưng tú chỉ gật đầu không nói gì thêm. Lúc nó làm điều ác, cô còn mong nó phải bị bắt để phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng thấy nó như thế này, cô lại cảm thấy xót xa. Bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm, cánh cửa tương lai nào lại mở ra cho nó. Tu buồn và thở dài, cô không biết ngoài kia, chiếc xe cứu thương còn chưa đóng cốp, cái vi nằm trong đấy, bỗng chớp mắt một cái. Nó nhìn chằm chằm vào tú vô hồn như một đứa sắp chết. Căn nhà khang trang bị thiêu rụi hoàn toàn tầng 2 Phòng của Vi là hư hại hoàn toàn Mọi người hiếu kỳ cũng lần lượt ra về Chỉ còn một mình Tú Nhìn vào căn nhà Bỗng từ phía trong căn phòng Nằm đốn sáng như những con đom đóm lật lòe Bay từ dưới vút lên Trên nền trời tối đen Sau đó vụt tắt Tú có thể đoán được những luồng sáng đó là ai Cô vội nhớ đến việc Mình bị đưa máy lúc tối nay Hẳn là có người muốn tu đến sau khi họ trả xong mối thù. Gieo gió gặp bão, cô tin dù làm gì con người cũng đều phải trả giá bởi luật nhân quả. Mấy ngày sau cuộc sống của Tú lại trở về yên bình như trước. Phía bên Nam cung cấp, điều tra những thông tin của Tú. Thu thập đủ thông tin để Vi sớm bị thi hành pháp luật. Vì sau năm ngày nó mới tỉnh, nhưng đa phần trong trạng thái hoảng loạn, nó hay gào khóc và đập phá đồ đạc. Thế nên bác sĩ phải tiêm cho nó thuốc an thần để cho nó ngủ bớt phá. Bên công an cũng cắt cử công an viên trực cả ngày lẫn đêm để đảm bảo Vi không chạy trốn. Sáng nay mới cho con đi chuyển hóa chất từ bệnh viện về. Về tới cổng tôi thấy ông bà Trâm, bố mẹ của Hoàng đã đứng ngoài chờ từ bao giờ. Cô Tú, cô kêu oan cho thằng Hùng nhà tôi với. Ông bà cứ vào trong nhà, chúng ta nói chuyện. Gật đầu giam giáp tất cả mọi người kéo nhau vào trong Xót nước cho ông bà châm Tú hỏi Chắc là ông bà biết chuyện cái vi rồi chứ Có Chúng tôi mới xem thời sự ngày hôm qua Nếu như phía công an đã tóm được nó Chỉ bằng trong lúc này ta lại kêu oan Để người ta xác minh luôn một thể Chuyện đó ông bà không cần lo Tôi nói trực tiếp rồi Họ hứa điều tra lại từ đầu Chúng ta sẽ có kết quả sớm thôi Cảm ơn cô Không nhờ có cô chúng tôi không biết phải làm sao cả. nhìn hai người già phấn khởi, mừng vì sắp sửa con trai được giải oan, tố cũng vui lây. bởi sau nhiều chuyện đã qua, những giông tố cũng dần tan biến. phi ông xuân tuy không phải là hung thủ giết người chính, nhưng ông là người phi tang và ném xác xuống sông, thuộc vào đồng lõa, không thể nào tránh khỏi tù tội. mỗi lần lấy lời khai xong, ông hay nói với nam ông không ngờ trong nhà mình lại nuôi một con quỷ đội lốt người bản thân ông cũng bị nó sai khiến để làm điều trái với lương tâm. Ông ân hận nghe lời Vi tự quảng con trai mình xuống hồ, ông không mong được ân xá giảm nhẹ tội, nhưng ông mong muốn cái Vi phải bị trừng trị thích đáng. Ông bà Hà hay tin con mình bị bắt, cũng từ miền Nam ra, muốn vào thăm con nhưng không ai cho vào. Một mình cái Vi gây ra bao nhiêu tội, nhưng lại gây đau khổ cho biết bao nhiêu người. Ngày hôm nay Nam sắp xếp được cho Tú và bố mẹ vào thăm Kivi, Nhưng phải chia làm hai lần. Đáng lẽ là biệt giam sẽ không được thăm. Nhưng nể tình Tú là người có công lớn tìm ra hung thủ lần này. Cho nên được ngoại lệ. Để ông bà Hà vào trước. Nam quay sang nói với ông bà. Ông bà phải chuẩn bị tinh thần. Bởi cô Vi bây giờ không được bình thường. Thậm chí không được ổn định. Người ngợm bị bỏng. Nên đừng đụng chạm gì vào người nó khi cánh cửa phòng mở ra, họ bước vào bên trong. Cái vi đang quay mặt vào trong tường, đầu thì đen chuỗi, không có một cọng tóc. Toàn thân bị lột ra từng mảng đỏ giống như thịt bò. Có chỗ còn đang quấn băng gạc. Bác sĩ nói, mổ vài ngón tay bị cháy nên quyết định phải cưa nửa bàn. Thịt ở vai cũng gần như trụi tiệt, lờ mờ thấy cả được đường gân. May mắn cho nhà nó, đôi mắt vẫn khá tinh anh. Trừ đa phần lửa cháy lớn sẽ bị mù lòa nó bây giờ không ra người Ma không ra ma Nếu như Nam không nhỉ nhắc ông bà Thì ông bà cũng không tin đây là con gái mình Vì ơi Bố mẹ đây Con có nhận ra bố mẹ không Thầy bố mẹ mình Nó ngáo ngơ nhìn với hai con mắt Tường lòi ra bên ngoài Vì không có da xung quanh Nghĩ thế nào Nó nhè rằng trắng ẩn Cưới lên mừng rỡ Bố mẹ về rồi đây à Hôm nay có chúng con nào không có Chúng mấy số con à Con ở trong này tốt chứ Có đau không con Ông Hà run giọng hỏi con gái Nó vừa nói vừa cười Xé mấy tờ giấy vệ sinh rồi cao giọng Bố mẹ chơi bởi ít thôi Giấy tờ nhà cái tú còn cầm Chưa gỡ lại được đâu Cũng may còn đi dậy Lương cũng đủ trang trải Chứ không phải ăn mì tôm quanh năm Đây lương tháng này đây Bố mẹ cầm lấy mà tiêu Đừng có đánh số nữa Mất nhà đấy Giờ bàn tay bỏng loang lổ đang khô ra lại, đưa cho mỗi người một ít giấy vệ sinh, nó cười ngây dại khiến cho ai cũng nặng lòng. Có lẽ thời gian ấy là quãng thời gian đỡ mệt não nhất của Vi, nó không cần phải suy nghĩ mưu tính giết người, nhưng lúc này ông bà Hà lại khiến cho nó rất áp lực. Đã có ngày nào ông bà lắng nghe nó nói, cũng chả khi nào ông bà hỏi nó đi làm có vất vả, mà chỉ chăm chăm hỏi ngày nào có lương. Nhờ mãi cây đợt chính mẹ nó bảo, nó chả bằng con ca ve những lời thoá mạ con cái cứ tích tụ mỗi lúc một nhiều khiến cái vi áp lực rồi sau đó làm càn đến bây giờ ông bà ân hận lắng nghe con ấy cũng đã quá muộn bà hà đứng đấy khóc nấc lên từng hồi khiến cho vi quay lại nó khó chịu rồi nói mẹ khóc lóc cái gì khóc mà ra tiền ấy thì mẹ hãy khóc chị công an nghe như vậy liền ghé sát vào tai nói với bà hà bác đừng khóc không nó lên cơn lại đập phá đồ bác cứ làm theo ý nó con này nó đang bất ổn tâm lý bà hà gật đầu lấy tay lau nước mắt và không khóc nữa bà làm theo ý của nó ừ, vì hôm nay đi đâu mà mặc sinh thế này vì dạy văn lớp mấy có người yêu chưa giọng của chị công an ngọt như mía khiến cho vi cười thích thú nó quay hẳn sang phía chị rồi nói em á Em dạy văn lớp 8 với lớp 9 Em có người yêu rồi Nhà người yêu em giàu lắm Bọn em còn lỡ với nhau ba đứa con Cái vì cứ tử tê Nửa mê nửa thật rồi cười lên man dại So với những ngày đầu mới tỉnh Thì hôm nay nó đã tốt lên rất nhiều Không còn đập phá đồ như mọi hôm Làm cả bác sĩ và cán bộ trông coi Phải khổ sở vì nó Nhưng đột nhiên nó quay sang nhìn bà Hà Mắt của nó trợn lên trắng dã Nó ném hết tất cả giấy vệ sinh lên tường Ông bà đến đây làm gì Tôi chưa đủ khổ hay sao Ông bà định hành hạ tôi đến mức nào Cút đi, cút hết đi Nó gào lên khóc lóc Khiến cho các bác sĩ phải giữ nó lại Nữ cán bộ liền kéo nhẹ Tay ông bà Hà rồi nói Ta nên đi thôi Chờ cho nó bình tĩnh Rồi vào thăm sau Tầm một tiếng sau khi Tú được vào Trước khi đi Bà Hà nói nhỏ Vào đây chuẩn bị tâm lý Chứ mặt nó trông sợ lắm Cánh cửa phòng mở ra Cái vi ngồi Đang xé những tờ giấy vệ sinh Xếp ngay ngắn Rồi buộc thành từng cọc Thấy Tú vào Nó mừng rỡ Tú đi à Vào đây Cái gọi thần thiết như hồi nó Chỉ là đứa con gái hiền lành cam chịu Tú cười với nó Rồi đi đến ngồi chung với nó trên giường Nó hớn hở khoe Mày thấy tao nhiều tiền không Ông Xuân bán nhà cho mày rồi đưa cho tao tiền đấy, tao chuẩn bị sang Thái rồi, chắc lâu lắm mới quay trở lại đây được. Mà mẹ mày đâu? Không nấu cơm đi, tao đói lắm rồi. Nó vẫn thế, vẫn ham ăn như ngày nào. Tú nghẹn ngào không nói nên câu, bởi vì thực sự cô thấy thương cho số phận của nó. "Này, mày làm sao đấy? Sao lại khóc?" "Ơ kìa." "Thôi mày nín đi, sắp sinh nhật của mày rồi, tao sẽ tặng mày một thứ rất ý nghĩa, đảm bảo một đứa giàu như mày sẽ rất thích." Đấy là một cây trà mi Mỗi lần hoa nở vừa trắng vừa tím Trông xinh lắm Cái vi nói rất nhiều chuyện Tú chỉ lặng lẽ ngồi im lắng nghe Trông nó bây giờ hiền lành Chả có ai có thể ngờ Một đứa từng lạc quan Lại giết người không ghê tay đến như vậy Nhưng nói một lúc Nó lại lên cơn đau đầu Cơn đau dữ dội khiến nó ôm lấy đầu khóc lóc Cô công an nhờ Tú trong hộ Rồi chạy nhanh đi tìm bác sĩ Nó ngước lên nhìn mặt Tú Mặt nó đỏ ngầu Nhưng mà ngây dại khóc xin Bà Doan Bà đừng theo tôi Cả bà Xuân cả Hùng Các người đừng bám theo tôi Tôi khổ lắm rồi Đừng có giày vò tôi Nó cứ nhìn Tú Rồi nhìn vào khoảng không vô định đằng sau Tú Mà gào lên xin tha Nam đứng ngoài cửa thấy Nhưng anh không vào Chỉ lặng lẽ quan sát Vì khấu đầu lại như tế thần Nó nói trong nước mắt Các con ơi mẹ biết mẹ sai rồi mẹ không làm thế mẹ không nên làm như thế với các con đừng đừng đến gần tôi tôi xin các người nó dãy rủa kêu gào cũng vừa lúc đó các bác sĩ bước vào tiêm cho nó một liều thuốc ngủ nhìn nó tôi thật sự thấy đáng thương có lẽ bản án thích đáng và hà khắc nhất đối với nó không phải là tử hình mà chính là sự dai dứt và ân hận trong tâm can một tháng sau sức khỏe của vi cũng ổn định nó khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, đồng thời phía công an cũng nhanh chóng thả hoàng và lên tiếng xin lỗi về sự sai sót này. Ông bà Hà kể từ khi con bị bắt cũng ở nhà hẳn luôn, tuy chỉ duy nhất một lần vào thăm con từ đợt đấy, nhưng như vậy đối với ông bà cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tú trả lại sổ đỏ nhà đất cho ông bà Hà, đây cũng coi như việc làm tử tế mà cũng muốn làm khi cây vi sắp sửa bị thi hành án. Tôi hôm ấy tại bệnh viện vì chữa trị Cô công an vẫn ngồi ngoài cửa gọi điện về nhà Một lúc sau có người gọi giao đồ Nói cô xuống lấy Tuy hơi ngập ngừng vì đang làm nhiệm vụ Nhưng ngó vào thì cái vi đang ngủ Nên cô chạy xuống dưới lấy đồ Tuy nhiên chỉ 5 phút sau quay lại Cái vi đã biến mất Rất nhanh chóng công an tìm kiếm Nhưng tuyệt nhiên không thấy nó ở đâu Công an đành phải dán ảnh Phát lệnh truy nã vi toàn quốc Một năm sau Ngày hôm nay là ngày cưới của Tú và Quốc Gọi là cưới Nhưng chỉ làm vài bàn để người thân gặp mặt Bữa tiệc tối nhẹ nhàng Được tổ chức ngay ở sân Có hoàng ông bà Hà, ông Mãnh, gia đình chị Hảo Bà Tiến và bố mẹ Quốc Bé gạo chập chững đi Nên nó đi vòng quanh người nọ người kia xin tiền Chị Hảo nhìn thấy như vậy Liền cười và nói Còn mẹ Tú Đúng là chả lẫn vào đâu Làm giàu sớm quá đấy con ạ Ông Mãnh nhìn cháu nổi rồi nói với bố mẹ của anh đấy các anh chị xem tìm được người thương một cái là thằng quốc ấy nó bớt đi tù hẳn chưa tầm này năm kia đang còn phải vào tù thăm nó cả nhà cười trước sự hài hước của ông mãnh tú liền chiêu trọc ông đội cứ yên tâm vào tay con rồi chỉ sợ anh quốc lại bảo biết thế đi tù lại sướng hơn ấy à cả nhà chuyện trò vui lắm mãi đến khuya nhưng mà tiệc chưa tàn lâu rồi họ mới gặp gỡ và ôn lại nhiều kỷ niệm Bé gạo cứ được truyền hết từ người này sang người kia. Con bé cũng ngoan và bị hiểu chuyện lắm. Cứ chắc mầm người này người kia bế ẩm. Sau một lúc đi quanh, lại không thấy con. Tú nói với chồng vào nhà tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy con bé. Cả nhà chia nhau đi tìm, nhưng không thấy con bé ở đâu. Tú bắt đầu có dự cảm không lành. Cô nói quốc nhanh chóng gọi báo công an. Đi cả ra ngoài đường nhưng không thấy. Nhưng Tú bất chợt, lại tìm thấy cái khác. Trên kính xe đằng sau ô tô có một tờ giấy ghi vài dòng chữ ngắn ngủi Muốn gặp con, hãy đi đến địa chỉ này một mình. Ký tên Vi. Đọc hết dòng cuối, tú bùn ruồn chân tay. Mọi người sau khi biết được sự tình, ai nấy đều bàng hoàng khó tả. Nhất là ông bà Hà. Cho đến hôm một năm trôi qua, ông bà chưa khi nào thôi không ai nấy với tú. Cứ tưởng rằng sẽ yên bình, ai ngờ con quỷ ấy một lần nữa quay về. Còn phải đi tìm gạo, mọi người đừng lo đừng ai đi theo nếu không ấy cái vi không bao giờ thả người nói rồi cô đánh xe đi một mình khi tất cả còn chưa suy nghĩ gì thấy vợ đi quốc cũng lấy xe khác đuổi theo vợ bầu không khí bây giờ đột ngột khó tả ông bà hà chả biết nói sao cứ vừa nói vừa khóc con ơi sao mày dại dột thế hả con chỗ hẹn mà vi nói chính là một cây cầu vắng người qua lại nằm treo leo bên dưới là vực đá lái xe tầm nửa tiếng mới đến nơi tú đã thấy một người mặc áo choàng đen ôm lấy bé gạo vi vi quay lại nhẹ hàm răng vàng đoạch nhìn tú nó cười rồi trách tú bạn cứ xin gì mà chả thấy mời tớ nhỉ con đã lớn thế này rồi sao tính ra nó phải gọi tớ là gì hai bọn mình chung chồng cơ mà vì tớ xin cậu con bé bị bệnh người nó yếu lắm Cậu đừng cầm nó như thế Trẻ con không có lỗi gì trong chuyện này Người cậu tìm là mình Cậu thả nó ra đi Tú nói giọng rất là mềm mỏng Cô biết tầm này Nó không còn gì để mất Thế nên chỉ mong nó đừng dài Mà quăng gạo xuống vực Mắt của nó sáng rực trong bóng tối Chỉ có ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt kinh dị Nhưng đủ sáng để người ta thấy khiếp đảm đến nhường nào Nó ra hiệu cho Tú Đừng có tiến lại gần Sau đó dơ bé gạo thật cao lúc này tú không dám bước thêm nó trách móc bao nhiêu năm qua mày biết tao khổ sở thế nào không tú tao sống chui sống lủi vì bị công an truy nã nếu như với khuôn mặt lành lặn tao có thể làm lại cuộc đời nhưng mày xem tao thế này cơ hội ở đâu chính mày tự làm hại bản thân mày chứ ai làm mày hại tú chưa đủ đến con cái mày chồng mày bố mẹ mày cũng chết dưới tay mày một đứa sống lỗi như mày Đáng ra phải đi tù từ lâu rồi Quốc cũng vừa mới tới Anh không nề hà mà nói thẳng vào sự thật Nhưng cái vì ngang ngược Nào cảm thấy có lỗi Nó trợn mắt lên gào Mày im mồm đi Mày định bênh vực cho nó chứ gì Chính nó làm tao ra nông nỗi này Không phải nó Tao đã không bị người đời đem ra bàn tán so sánh Chính nó đã khiến tao phải giết người Tất cả là do mày Đúng Tất cả là do tớ Tớ xin chịu hết Tội thả con tớ ra đi Mày có biết không Tú Lúc cháy tao được khiêng ra xe Mắt tao nhìn duy nhất là mày đấy Lúc ấy tao nghĩ rằng Hóa ra sau bao nhiêu chuyện Chính mày đã hại tao Bây giờ nhìn mày đau khổ tao vui lắm Nếu mày có định nhảy xuống để cứu con Được thôi Tao cho chúng mày đoàn tụ Vừa nói xong nó dừa con bé lên cao Toàn thả xuống Quốc lúc này chạy lại rằng lấy đứa bé trong tay nhưng từ đằng sau vi rút một con dao thủ sẵn và đâm một nhát ngập cán khi tú chạy đến nơi cũng bị nó đạp cho một cái văng ra đất tầm này sự hận thù trong đầu nó trỗi dậy hơn bao giờ hết một người không có gì để mất như nó quả thực vô cùng đáng sợ mặc dù cuốc bị đâm nhưng anh vẫn tốm lấy áo của nó và rằng co lấy bé gạo vì đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng cuốc nhưng bây giờ nó xô cả hai xuống dưới Cuộc may mắn túm được vào thanh sắt Bị cắt dưới gầm cầu Trong lúc không để ý Tú lấy hết sức Xô vì ngã văng ra khỏi lan can Rồi cứ như vậy mà rơi thẳng xuống vách đá Nằm bất động Khi nguy hiểm không còn Cô chạy lại phía quốc và nói to Bảo đưa tay cho em Nghe được giọng của Tú Quốc cố gắng nhòi người lên Rồi đưa con bé gạo cho cô bé Anh biết được với những vết thương chảy máu này Cộng thêm với thân hình đô con này nếu như tú kéo anh chỉ có nước hai người cùng lộn cổ thế nên anh nói với cô em ở lại chăm sóc cho con thật tốt nếu được hãy lấy thận của anh ghép cho con bé tú khóc gào lên bất lực trong khi quốc dần dần bỏ tay khỏi thanh cầu tức thì hai bàn tay từ phía sau tú nhoài ra nắm lấy rồi gằn giọng nói nắm được tay rồi lôi lên hóa ra lực lượng công an có mặt kịp thời Hai người công an trẻ cao to lực lưỡng Giữ chắc lấy tay của Quốc Đoàn người phía sau năm sáu thanh niên Bấu vào nhau lôi Quốc lên cho bằng được Tú ngồi trên xe đưa Quốc vào bệnh viện Trên người họ vẫn mặc bộ quần áo cưới hôm nay Quốc thều thảo nói với Tú Nhớ ghép thận cho con đấy Đến lúc sinh tử Quốc không quên nghĩ đến gạo Tâm nguyện anh vẫn luôn là con Anh biết bé gạo là tất cả đối với Tú vì vậy anh muốn trước khi chết Phải làm một việc có ích cho con Ba năm sau Bố Quốc ơi Thay tã cho em đi bố Em ị ra giường rồi Để bố thay cho Con lên lấy cho bố cái quần Gạo vầng dạ chạy lên phòng lấy quần Bà Tiến ngồi thấy Quốc bận biểu Thì lúc này bà chửi ngay Cha tiền sư bố nó Con cái thì bé Cha biết nó đi đâu từ sáng tới giờ Để cho chồng con nheo nhóc Mẹ, mẹ đừng có mắng tú Cô ấy có việc bận mà Mày cứ hiền như thế Nó ngồi lên đầu mày là phải Nghe mẹ, tí nữa nó về Mày cứ bật lại nó Nó mà láo ấy, cứ tắt thẳng tay vào Mẹ là mẹ cho phép Chưa có khi nào lại thấy mẹ vợ đi suối con rể Tát con gái bao giờ Được mẹ động viên, ấy, quốc hạ quyết tâm Mẹ nói thế rồi Tí con ấy, con làm ngay Nó về rồi đấy Quyền lực lên xem nào Quốc gật đầu anh nhíu mày khoanh tay đứng trước nhà. Vợ vừa mới thò mặt vào đến nơi thì Quốc trong nhà đập tay xuống bàn quá to khiến cho bà Tiến cũng giật mình. Làm cái gì mà bây giờ mới vác cái mặt về? Con ỉa rồi đấy, ra thay đi. Mẹ dậy rồi, nhà là phải có nóc. Đâu? Ai là nóc? Nóc ở đâu? Tú sắn tay áo lên trực đánh chồng. Quốc lúc này cuống quýt. À, mẹ đang dạy anh đến đoạn đấy. Còn đoạn sau, mai mẹ dạy. Anh bật lại nhé. Thôi thôi em lên nhà tắm đi Quần áo anh treo sẵn rồi Không tí lại lạnh Tú vừa đi khỏi Bà Tiến lắc đầu Quốc cười nhạt rồi nói Thôi mẹ ạ à, Con bị quát quen rồi Giờ bật lại Thấy cứ kiểu gì Để cô ấy làm nóc nhà cũng được Nói rồi anh chủ đít cho con Bà Tiến không nói thêm câu gì Lặng lẽ ra ngoài sân Chắp tay trước ngực thì thầm Cảm ơn trời Phật Đã cho cái tú một người chồng Hết mực thương yêu Sáng hôm sau Tú và Quốc cùng hai đứa con ra mộ cây vi cùng với ông bà Hà. Hôm nay là ngày rỗ của nó. Từ cái đêm định mệnh ba năm về trước ấy, cái vi được đưa vào bệnh viện sau Quốc. Nó bị chết não hoàn toàn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán thận của nó phù hợp để thay cho bé gạo. Họ nói cần xin ý kiến của ông bà Hà. Tất nhiên ông bà Hà đồng ý ký giấy ngay bởi vì chính ông bà Hà cũng biết con gái mình lúc sống chả ra gì. Đến bây giờ khi sắp lìa đời, đây là cách chuộc lại lỗi lầm, giúp nó bớt đi cái tạo nghiệp của bản thân. Sóng gió đã khép lại, hóa yên bình, nụ cười lại nở trên môi những người đang sống. Đau thương nào rồi cũng qua, vết thương nào rồi cũng lành. Sống trên đời, ta không lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 18, cũng là tập cuối của bộ truyện Xin lỗi kiếp này, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Chị Dậu trong buổi tối ngày hôm nay. Là một cái kết vô cùng là mỹ mãn đúng không quý vị? Dù sao thì khi mà Vi trả giá cho tội ác của mình, thì cô ấy lại hiến thận cho bé gạo. Và điều này khiến cho Tâm An rất là xúc động, bởi vì tình người còn mãi. Cho dù là luật nhân quả hay là pháp luật, có thể là trừng trị một người nào đó nhưng mà trong trái tim của mỗi chúng ta lại cảm nhận được những việc tốt mà họ đã từng làm con người thì đến lúc chết họ sẽ được tha thứ tâm an đã từng nghe câu nói này ở đâu đó và cảm thấy rất là đúng một người cho dù họ có làm rất là nhiều tội ác đi chăng nữa nhưng mà đến lúc chết đi thì họ sẽ được tha thứ và hy vọng rằng họ sẽ được đầu thai ở một kiếp khác sống ở một kiếp khác được tốt hơn Cảm ơn tất cả quý vị và nếu như quý vị lắng nghe xong câu chuyện này có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và kênh Chị Dậu được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi kết thúc bộ chuyện này, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ chuyện mới. Và quý vị có biết bộ chuyện đấy là bộ chuyện nào không ạ? Tâm An sẽ bật mí ngay. Đó chính là phần tiếp theo của bộ truyện Tình Em Trong Anh được viết bởi tác giả Hạ Long và những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kể về chuyện tình chú cháu giữa cô gái Khánh Chi và chàng trai tên Minh sẽ được Tâm An và kênh chị dậu gửi tới cho quý vị như thế nào. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai vào lúc 19 giờ 45 phút. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.